Thưa quý vị, hai sự kiện mà người dân thành phố và cả nước rất mong chờ mỗi dịp Tết Nguyên đán, đó là đường sách và đường hoa sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan vào 8 giờ sáng nay 29 tháng Chạp. Khách tham quan hai khu vực trên sẽ phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Sau đây chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một số hình ảnh đẹp về đường hoa năm nay với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 được chia thành hai chương, gồm con đường hội tụ bản sắc và con đường hướng tới tương lai, với 13 phân cảnh lớn nhỏ khác nhau, chia thành 4 điểm nhấn độc đáo, tạo nét khác biệt cho đường hoa năm nay. Đầu tiên là linh vật của năm Tân Sửu, con trâu, biểu tượng của sự phát triển vững chãi, coi trọng giá trị tinh thần và duy trì bảo tồn những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc. Thiết kế 26 linh vật trâu đa dạng từ các chú ngé đến những đàn trâu to khỏe, thân thiện, được tạo hình cách điệu bằng các vật liệu truyền thống gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Bức tranh đã sắc màu của đường hoa Nguyễn Huệ 2021 còn được tô điểm qua những tác phẩm cắm hoa nghệ thuật của đại diện 10 lãnh sự quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nét duyên từ các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật của bạn bè quốc tế cùng hoa điệu với hơn 130 chủng loại hoa lá, sự mộc mạc của mây tre lá sen, vỏ cừ tràm, sự mạnh mẽ của chất liệu kim loại đến từ các đại tiểu cảnh trên đường hoa sẽ hòa quyện cùng nhau tạo nên nét duyên tươi mới, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ dành cho người dân thành phố và bạn bè du khách trong và ngoài nước, dù đang thưởng ngoạn đường hoa ngoài đời thực hay trực tuyến. Đặc biệt, ngôn ngữ bao trùm trong thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ là thiết kế hữu cơ, truyền tải thông điệp xanh, lối sống thân thiện với môi trường. Cuối cùng, đại cảnh thành phố thông minh nằm ở cuối đường hoa là như cánh cổng rộng mở vươn đến tương lai bằng hình ảnh bông lúa được thể hiện đầy tính nghệ thuật. Những bông lúa được tạo hình bằng khung kim loại, phun tạo màu tỏa ánh sáng dọc thân sẽ trở nên lung linh nổi bật trong đêm. Tính năng động, sáng tạo, phát triển vượt bậc của Thành phố Hồ Chí Minh được khắc họa qua hình ảnh những khối nhà tạo hình bằng chất liệu thân thiện với môi trường, gắn với các biểu tượng của công nghệ 4.0 để cùng kiến tạo nên hình ảnh của một thành phố đáng sống. Tích hợp những giá trị văn hóa cổ truyền và ngôn ngữ thiết kế hiện đại, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên một không gian trải nghiệm đáng nhớ đối với người dân thành phố và du khách trong những ngày xuân mới.